Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về One Piece Man, tiếp tục quay về Zombie Man. Thì trước khi vào zoom chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình. Trước khi sang ngày mới để nhận thêm những cái này cái kia, chúng ta trước mắt ở ngày cũ ta làm nốt xuống cái nhiệm vụ linh tinh để mình kiếm nốt chút cái tài nguyên để mình kiếm thêm chút tài nguyên để làm qua nhiệm vụ hàng ngày linh tinh đã. Thì giờ này tài nguyên nó hơi ít rồi. Thôi thì ra thì sẽ đi làm xuống cái nhiệm vụ anh hùng những cái đơn giản về con Zombie Man trước. Còn những cái phức tạp nó sẽ chờ tí như là chờ cơ hội thức tỉnh hai sau. Ở trong đoạn sau, còn đoạn này mới đang quay của ngày đầu tiên, nó sẽ đi ấy qua thì sẽ bớt lực xuống đã. Nó đi làm cái nhiệm vụ anh hùng của nó trước nhé, cái đấy nó dễ làm, ra làm trước cái dễ làm trước đi, cái khó làm sau. Nó sẽ vào trong này, nhận tí quà này này, thì đường kiếm thêm mảnh tướng để tăng cho nhanh ấy mà. Nó sẽ vào chỗ khiêu chiến nha. À thôi chết bỏ, vừa tiêu lực xong, à không mình còn nhiều lực mà, mình vào siêu thị mua thêm lực đi, vừa tiêu xong quên mất. Rồi ok mình đi đánh cái này đánh nó rất là dễ thôi, nó đi hero này. Zombie Man nó cho con trợ chiến trước đúng không? Thì còn lại thì cho xương rồng đánh cho hoành tráng. Xương rồng, Sea King, xương rồng, Zombie Man và Mezagat lên trước. Đấy, ok, tấn công nhé. Cũng rất là mong được thức tỉnh 2, chỉ sợ nó nhọ. Quả này mà có tài chính thì chắc chắn sẽ đú được thức tỉnh 2 đấy, mà tại tài chính nó yếu quá. Để mà đi lo mua vé hàng ngày nữa. Bây giờ đú đú sớm quá sợ không ai lại thiếu thiếu tiền mua vé nên khó. Thì cái quỹ trưởng thành cho mình ít nhất được 10 vé là một lần x10 này. Xong rồi đang có 5 vé là 15 đúng không? Như vậy thì mở random linh tinh chắc là vậy thì cũng phải hy vọng là khoảng 30, 30 đến 40 vé. Nhưng mà 30 40 vé nó sẽ bị lỡ cỡ. Mình phải cố lên khoảng 6 70 vé nữa. Thế mà với cộng với 10 vé ăn bảo hiểm phát tới nữa thì ăn cái tỷ lệ đổ vàng phát tới nữa thì phải lên khoảng tầm cũng phải 80 vé. Nếu không được 80 vé thì chắc là hơi khó. Trừ khi ngày mai nó nổ luôn. Này đoạn đoạn ngày mai nó nổ luôn thì đỡ lo. Còn nếu nó không nổ thì thêm khoảng 80 vé nữa, 70 vé nữa. Nên là tổng phải mất 80 vé. Áp lực phết đấy. 80 vé trong một tuần. Trong một hai tuần sự kiện. Mà nếu mà quay được sớm và nổ sớm như vậy thì cái việc luyện con Zombie Man lên 5 sao vàng sẽ nhanh hơn nữa. Ở sau tí thì tính sau. Đợt này sắp Tết rồi nên nó tốn kém nhiều thứ phải chi chi tiêu lắm. Chứ không phải dính đợt Tết thì cũng dư giả chứ. Nhưng mà thẻ vẫn đủ tiền để quay cố chứ. Nhưng mà quay cố xong thì cuối năm mình phải đóng bảo hiểm cái thứ nữa. Nên nó không 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 ấy. Nó không có đủ kinh tế đấy. Đi cái này rất dễ, gần như 99% thắng luôn nhé. Đi để lấy kim cương với tài nguyên thêm thôi. Ờ sao đấy mình nhớ để cái Menzagat lên, lên trước con Phượng Hoàng ấy nhỉ. Thôi kệ đi, nó cũng dễ quá. Cái mình nâng tí tinh thần của Zombie Man để mình đang không kiếm con nào vũ trang hợp hợp ấy để nâng con chủ yếu là nâng Zombie Man để nâng cho con tanh tốt thôi chứ còn nữa cũng chả cần thiết phải nâng nó lắm thì cái này con búp mà nhưng không cần thiết nâng tinh thông lắm nên chắc mình cứ nâng lên mình cứ nâng lên để mình phục vụ cho việc nâng con khác đi thầy nâng tanh tốt có cái nhiệm vụ yêu cầu với con khác cùng phe nó nâng lên ấy thì chả có nào khác tại các bạn muốn có một con vừa anh hùng vừa vũ trang nó tiện đấy chứ còn nếu bây giờ mình nâng con vua đồng đất thì nó khiến lại không cùng cái hệ nào con đấy con bên quái nhân con đấy không phải anh hùng cái thứ nó lằng nhằng lắm chắc chắn mình cứ nâng Zombie Man đi nhớ mình sao nâng tí tinh thông Zombie Man đi. Hoặc tới con hiệp sĩ kim loại nếu là sử quay con đấy thì cũng nâng cũng được nhưng con đấy nó lại áp lực cái nó lại ấy nó lại gì nhỉ kiểu nó lại không cùng cái hệ nó có đấy là hệ công nghệ nó lại không cùng cái hệ vũ trang nó rất là nhằng kiếm con vừa đúng hệ thì vừa cùng phe nó rất là phiền phức ấy thôi kệ lấy tạm con Zombie Man nâng tạm
Tại lần này mình có cơ hội đua tốc thì mình rất là muốn lên thức tỉnh 2 để mình úp thêm cái viên đá tốc độ vào. Chỉ sợ không cố nổi, không cố nổi chắc là comeback mình sẽ lấy để cho nó lên được mắc tốc. Thực tại vì cái hồn nó ra trước lại cho mình hy vọng nhé. Thế nếu cái hồn ra sau thì chả hy vọng đâu. Cái hồn lại ra trước. Đi sau cái này chắc đỡ được vài mảnh của Zubiman nữa. Con Zubiman ở đây vẫn là con trợ chiến nhé. Cảnh khuyển nhân. Đây bắt đầu bây giờ mới dùng con của mình này. Zubiman của mình này. Đây bắt đầu bây giờ con của mình nhé. Ừ, team này đam nó to mà đánh thắng nhanh ấy mà. Bot cuối là Zubiman luôn à. Ngày xưa cái lần đầu tiên mình chơi One Piece Man, mình cứ lật ra con Zubiman lần đầu tiên ấy. Mình cứ ngỡ Zubiman là bên quái nhân, mình tên là Zubi. Hóa ra sau là bên anh hùng. Có những cái anh hùng trông không khác quái gì quái vật rồi. Lần đấy mình cứ tưởng con này bên quái nhân, hóa ra là bên anh hùng. Nếu anh em mà chết hết tướng là tự động chết luôn, nó cũng chả hồi sinh đâu. Để được thêm khá tài nguyên nhé. Bây giờ chui ra nhận quà nhé. Nhưng mà con này nói chung là ngày mang có chút rủi ro ấy, thì vì ra mình mới nổ được một viên đá thôi. Rồi cái xác suất phát nổ tiếp theo dễ vẫn là đá đấy. Nhưng mà nếu mình kiếm thêm được khoảng tầm 6-70 vé này nổ tiếp lần tiếp theo nữa ấy, thì cái xác suất ra hồn nó cao. Tại thường mình mất khoảng 2-3 lần ra đá, ra một lần ra hồn cơ. Nhưng mà tuy nhiên là sắp xỉ rồi, cứ cho hy vọng ngày mai đi đã.
Xong rồi tính tiếp, nhưng mà nhiều khả năng sẽ cố quay khoảng 2 lần đổ vàng nữa thì nó tỷ lệ ra được hồn nó sẽ cao hơn. Chứ không cũng khó đấy. Ở tiếp tục bây giờ còn một số cái nhiệm vụ khác, ví dụ như là nâng con này đến phẩm tím à. Cái này chắc là dễ thôi, quay vào nâng rồi. Đây chỉ có zombie man tăng lên thôi. Này thiếu chút tài nguyên không? Thì lại càn quét qua tí. Không thì thu hồi flash nâng sang cái này cũng được. Không khéo thì thu hồi flash nâng sang cái này nhanh nhanh hơn. Thì flash rồi cho vào kế thừa cấp là xong rồi thì tập trung mình nâng sang Zombie Man thôi. Thì vào đây mình thu hồi cái flash đi. Thu hồi mất có 50 kim cương thẻ thu hồi đầy mà. Mình thu hồi cái này đi. Tại vì nữa mình tăng lại sao vàng sao tím là flash thôi. Tại vì mình chủ yếu lấy cái tài nguyên mình nâng cấp sang Zombie Man thôi. Rồi vào flash mình tăng lại cái sao vàng sao tím nha, cái đấy là cái cốt lõi của flash rồi. Chỉ lấy cái nguyên liệu nâng cấp cái bình thường cho con zombie man thôi. Cái giống mà có đủ tài nguyên để ấn rất là nhanh luôn, nhưng mà cái lúc nó nghèo khó nó đói thì chịu. Nói chung là nếu mà chuẩn chỉ hơn thì nên chơi flash thêm một thời gian nữa thôi. Nhưng mà thôi. Với hình như là con zombie man như là được 5 sao vàng, với lại siêu tịch kỹ hình như nó ngang ngang flash rồi. Lên thức tỉnh 2 với lên được 5 sao tím thì nó sẽ vượt trội hơn. Thì giờ con búp tốc đời sau thì chả cao con đời trước, quan trọng mình phải nâng đủ cỡ nó cơ. Sợ nhất là nâng không đủ cỡ thôi. Mà đây là meta SR cộng chơi quen đấy, bây giờ sợ nhất sang meta UR sợ hụt ấy. Meta UR nghe phải áp lực hơn nhiều ấy. Cái kiểu sang viên đá vàng thay cho đá đỏ thay cho đá vàng chứ rồi. Hai viên vàng một viên đỏ sao nghe áp lực quá. Nhưng thôi kệ, cái sống ngày hôm nay đã tính ngày mai tính tiếp sau. Chứ lo nghĩ cho tương lai quá sẽ chỉ ra chơi cái ngày đấy. Hồi phục lại con flash lên mức độ sao lại như bình thường nhé. Còn lại bây giờ mình quay về tiếp con zombie man nâng tiếp đây. Cho lên hết cơ phẩm có thể lên đi, chả cần thiết thiết phải sao tím gì đâu. Cho lên cao luôn đi, bây giờ lên tím rồi đấy, mình cho lên nốt đi. Giờ hiện là nút tăng cấp rồi. Nâng cấp thì nhanh hơn. Thế giờ nó sẽ tăng sao lên đủ một cấp luôn. Thế đỡ mất thời gian ấn cái bình kinh nghiệm. Nhưng bình thường mới ấn từng tí một, rồi qua đây nâng nhiều thì ấn luôn thôi. Còn khác ấn ấn tí một nó vẫn rẻ hơn. Tạm thời dừng cấp 114 nhé, mấy cái này thiếu một tí thì kiếm sau. Đúng không? Cái chỗ này rồi chui ra cái chỗ phòng ấy, chỉnh lại cái trung tâm tập huấn tí. Bây giờ 5 con cao nhất của mình bây giờ, con Superman vẫn chưa nằm ở trong top 5 con cao nhất rồi. 2 công nghệ, 2 giác đấu, 2 tâm linh, 3 tâm linh. Để sao cho Zubiman thay chỗ con Giro thì giờ cứ để tạo Giro đó. Về sau cho thay thế sau. À đâu, mình chưa gỡ Zubiman ra nhỉ. Bây giờ mình gỡ Zubiman ra chắc cao cao. Đấy, nó thay nhầm. Cứ mỗi hệ 2 con thấy nó đều hơn. Mình thích chơi kiểu đều hơn. Đấy, mỗi hệ 2 con, đúng không? Còn bây giờ con Flash thì giờ vứt vào trong này cho kế thừa thôi. Đấy là xong, nó sẽ hợp lý hơn.
Đấy, quên là mình quên chưa vứt ra thôi. Điểm kỹ năng cũng nhiều, nâng kỹ năng này một tí. Tại vì thu hồi phần lát vứt sang mà sẽ dư nhiều điểm. Cứ đừng bao giờ cạn thì thôi nhé. Cái team thì thường sẽ nhiều tâm linh hoặc là nhiều con giác đấu hơn là con vũ trang với công nghệ, nên ra mấy con này sẽ dễ nâng hơn. Các tài nguyên phụ nó hay dư nhiều hơn. Bắt đầu cấp này bắt đầu tốn rồi đấy. Hết luôn. Đang hôm nay đang hơi nhiều vàng tí, lấy tí tập huấn chỗ này tí đi. Rồi, tiếp tục bây giờ xem qua chỗ tinh thông một chút xíu nhé. Ở đây nâng con này đầu tiên đi cầu con trợ thủ lấy bừa con đi, tại vì cái giai đoạn đầu này không quan trọng lắm. Vì sao con này nó cho phép thay thế mà, tại vì nâng tạm lên tí nhé. Thiếu tài nguyên rồi. Giờ đi quay ra chỗ cái thí luyện đây. Hôm nay nó cho x2 thì tấn công thôi. Giờ cái đầu tiên đánh anh hùng một tí nhỉ. Đang nâng tí anh hùng đấy. Mặc dù team mình đang chủ lực quái nhân. Kệ. Có thể mua thêm mấy lượt không nhỉ? Thôi cứ tạm thời cứ để vậy đã. Hết về sau dư thì mua thêm sau. Rồi đây cái này cái chỗ cái hệ vũ trang còn cái cửa cuối chưa mắc, các cái khác gần như là mắc rồi, có một cái cửa này. Thì khi chiến thử thì có zombie man nó khá không nhé. Cho zombie man này vào đây này. Thì có như bút tốc vậy luôn. Rồi, để vậy đi, bút luôn cả samurai cả vua động đất. Thử xem có nhây được không? Không được thì tôi lại càn quét cửa dưới. Vẫn thua không? Thôi từ từ xử lý cửa đấy sau cũng được. Có cần lên vũ trang sớm nhỉ? Thôi cứ quay ra xem có thiếu cái gì không đã. Đây đột phá một chút xíu cái tinh thông ấy nhé. Nhưng chỗ này chắc không đủ lên tiếp đâu, tốn nhiều phết đấy. Ở đây thì con mình đang nâng dở tanh top mà, thì tanh top yêu cầu cái gì nhỉ? Yêu cầu ở đây đủ rồi này, mình vừa nâng con zombie man xong đủ điều kiện rồi. Thì đồ để nâng tiếp tanh top ấy mà. Mình nâng zombie man thì ra mình toàn để nâng tanh top thôi. Nó sẽ nâng tiếp cái này lên tí vậy. Giờ lại yêu cầu tinh thông phe của ba nhân vật thuộc phe. Ôi nó mệt nhỉ. Bắt nhiều nhân vật thuộc phe quá, áp lực quá. Đấy, nâng lốt flat hay nâng thôi nâng vô lòng đất thì khéo hay hơn đấy. Vô lòng đất nó cũng thuộc phe mà. Nhưng mỗi tội nó khác cái hệ kia mệt. Yêu cầu tinh thông phe mà. Thì thôi chắc là nâng tí vô lòng đất đi. À đâu. Phe anh hùng chứ. Đây là quái nhân mà không được. Để chẳng lẽ nâng flat rồi, thực ra cái bên anh hùng rất ít con chơi rồi nhé. Bên anh hùng đấy thật là toàn. Chắc chỉ nâng flat thôi. À nhưng flat là con trợ thủ cho con khác rồi.
À, bây giờ nếu mình bỏ luôn chắc chưa kịp, nhưng mà nhiều khả năng chắc là phải lát, hoặc không thì chờ xem có lấy được con hiệp sĩ kim loại không thì nâng hiệp sĩ kim loại lên, nhưng không nó liên quan đến nhau rất là mệt, những cái tinh thông chết tiệt này nó liên quan có để con kia mà. Thôi cứ để tạm như vậy đã đi, à, có tí tinh thông một chút vậy thôi, cái này nâng thêm một chút xíu giờ cũng chưa giải quyết vấn đề gì, cứ để tạm như vậy đã. Còn bây giờ xem bên quái nhân cứ nâng thêm gì, là xương rồng là con chủ lực của mình. Mình đang thiếu chút xíu phải không? Mình có thể đi ra ấy tí cái tâm linh. Đây bên tâm linh, càn quét bên tâm linh trước đi. Nếu mà cuối ngày còn dư kim cương thì mình sẽ lấy thêm một tí nữa để nâng tiếp đấy. À đây là yêu cầu tinh thông phe của ba nhân vật. Đạt bậc 3, khổ nhỉ. Xem có cái khác, à, từ từ thế này. Mệt đấy, ba nhân vật. Như này mình đang nâng si kinh rồi, là một con rồi, nhưng phe được bao nhiêu rồi? Phe có si kinh đấy tầm bậc 3 rồi đúng không? Si kinh xương rồng Megagat. Này ghép lên được không? À đây vừa đủ này. Vậy để đột phá tiếp con Megagat đây tí. À lên bậc 3 là đủ điều kiện đúng không nhỉ? Để quay về con xương rồng. Đây đủ rồi. Riêng con xương rồng thì tiện hơn là con tanh top, bởi vì thực ra là Megagat si kinh đều nằm trong team chính mình đang chơi thì mình nâng nó sẽ tiện. Để nâng phát tiện luôn cả team nó khỏe luôn. Và một số con khác nâng nó không cùng lắm, nó hơi khó cho mình. Cái này lại thiếu thẻ tâm linh rồi, thế đấy từ từ kiếm sau. Giờ bốn con cái số lượng càng tăng ấy, nó rất là mệt. Nói chung nâng cái này nó mắc nó kiểu kia nó kiểu liên quan đến nhau nó sẽ không nhanh được. Giờ ok thì tạm thời cứ nâng tạm như vậy thôi, cái chỗ kia cứ để sau đi. Tiếp tục bây giờ thì thôi đoạn này sẽ còn cái gì nữa không nhỉ? Đây nhận tìm tí cái vé thôi. Không thì sẽ nối tiếp ngày mai, mặc dù ngày mai biết tỷ lệ cao chỉ ra đá đấy, nhưng mà cũng sẽ nuôi tí hy vọng với đồ ăn hên ra hồn. Đây nhận thêm tí cái mảnh Zombie Man này. Tiếp tế vật tư thì chờ xem có tăng tỷ lệ không, mình còn tận 9 ngày nữa mà. Tiếp tế linh kiện vậy chờ xem có búp tăng tỷ lệ không. Cái kế hoạch bồi dưỡng nhận qua tí xíu này. Chờ ưu đãi nhận qua tí. Nhưng mà cơ hội thì vẫn còn đúng không? Chưa đến ngày cuối thì vẫn còn hy vọng, nhưng mà hy vọng đến đâu tính sau. Rồi ok, thế tạm thời đoạn này mình sẽ nối tiếp bạn xem đoạn ngày mai nhé. Đoạn này cơ bản là xong rồi đấy, những cái thứ cơ bản nhất để ấy thì đã xong rồi. Cái nối tiếp bạn xem ngày mai. Rồi ok nhé, chờ đợi lâu quá quyết định bơm thêm vào. Ra bơm thêm ở đây là 350 thủy tinh nhá, để khoảng tầm một củ ra vào cho xử lý cho xong đi. Mình muốn biết kết quả xem có phải đi quay thêm vòng nữa hay không ấy. Thế vậy thì mình sẽ phải bơm một gói random chờ tính nhận tí quà này. Đây mình ra mình vào gói mua phát random nhé. Thì phát random ở đây mất là 249 đúng không? Thì mình hy vọng sẽ ra vé nhé, chứ đừng có ra mảnh hay là ra kim cương vỡ mặt đấy. Thì hy vọng sẽ ra được một trong đống cái vé này. Thôi chết bỏ mẹ rồi, tôi ra kim cương ở nhỏ rồi. Ra kim cương ở vỡ mặt rồi. Buồn rồi, buồn rồi, buồn rồi. Để thử thêm một gói nữa, sợ ra kim cương tiếp ấy. Mệt lắm. Có vẻ hôm nay nó không có duyên cho lấy Zombie Man sớm rồi, nghe bão tố nhỉ. Như vậy hiện tại bây giờ là mày, bây giờ hiện tại là mình chỉ có thiếu bao nhiêu nhỉ? Mình thiếu 4 vé nữa cơ. Chỉ cần nổ phát vé nên cố tiếp nhỉ, mình còn bao nhiêu pha lê. Ở đây mình còn 298 mà nguyên cái chi viện anh hùng nó chiếm mất bao nhiêu nhỉ? Cái này mất 168. Còn nếu mà xử lý thử random tiếp gói này thì mất là 91 à. 91 thì làm tròn là 100 là dễ nhầm đi, 100 dễ nhầm với cái này nãy là đâu nhỉ? 100 với cái này là khoảng tầm 268 không? Khoảng tầm 260 thôi. Vậy vẫn đủ. Vậy thêm một gói đi. Gói này không ra nữa thì chắc là hết hy vọng nhé. Chán lắm. Gói này hy vọng thì ra vé nhé. Đừng có ra 10 mảnh hay là ra kim cương. Chán lắm, kim cương nhiều lắm rồi. Tại vì mua xong vé đen rồi. Không cần kim cương đâu. Thử nha. Đây được 33 vé. Nó vớt lại tí này. Có 33 vé thì ít là quay phát này nổ này. Thế bây giờ xem liệu có ra hồn nhé. Ra hồn thì đẹp, không ra hồn là khổ lắm. Cố gắng nào, nổ cho mình phát hồn nào. Phát này chắc chắn là nổ rồi, nhưng mà quan trọng là nổ hồn hay hồn nổ đá thôi. Tỷ lệ đá thì cao hơn hồn, nhưng mà mình hy vọng thì vẫn cho một chút hy vọng. Thôi, độ phộng đá thật rồi. Vậy như vậy là gần như chắc chắn là mình phải quay thêm vòng nữa rồi, đúng không?
Đấy, gần như sẽ quay vòng nữa rồi, bây giờ có 27, gọi cho là 30. 30 như vậy. Ở đây là 7 lần với 3 nữa, gọi cho là 10 nữa, còn là bảo hiểm 30 rồi kiếm thêm mấy chục vé nữa. Ôi trời, bây giờ làm gì ra vé nhỉ? Chẳng lẽ đi random tiếp, trời random gói này chát lắm. Này mà hên thì cũng nhiều vé lắm đấy, này mà hên thì cũng có thể ra đủ được, nếu mà ra phát 33 nữa. Chẳng biết không biết có nên không. Tại thủy tinh thì vẫn đủ, tới chi viện anh hùng thì mình mua sau thì cũng được. Chi viện anh hùng chỉ là mình mua lấy đá thôi, bây giờ có dư viên đá rồi thì cũng không vội lắm. Tại chi viện anh hùng nó kéo dài cả tháng mà mình mua không mua trước thì mua sau. Còn không biết có nên cố thêm không. Bây giờ mình cứ tính trung bình nhá, bây giờ hiện tại là cái trong cái thời gian diễn ra banner này sẽ bán được cái vé đen. Và nó còn khoảng tầm 8 ngày nữa thì cứ tính trung bình đen nhất thì mỗi ngày 2 vé đi. Thì có những hôm sẽ hên là 3 5 vé, thậm chí là 10 vé, nhưng tính trung bình là 2 vé thôi. Thì 28 16 16 đây 27 cộng thử nhá. Đây mình sẽ muốn nổ thêm một lần nữa. Mệt lắm. Ăn được cái con thức tỉnh 2 không phải chuyện đùa. Để bắt đầu sang giai đoạn này không có bảo hiểm ấy, nó rủi ro rất lớn, không may nó không ra là chết dở. Thì có 27 này cộng với lại mình cứ tính là 28 16 nhá. Cộng với đem bảo hiểm sẵn là 7 vé thì được là 50 rồi, 50 rồi bây giờ. Thực ra bây giờ nó cho thêm cái kiểu là 5 vé một ngày, nếu bỏ thêm 100 ngàn đấy nó hơi tốn thì không biết có nên không. Tại vì nếu mà bỏ thêm 100 ngàn nữa thì ví dụ là trụ khoảng tầm 5 ngày đi là được 5 năm 25 vé, kiểu gì cũng nổ được nếu mà bỏ thêm. Thế thôi cứ thử thêm một gói nhé. Thì định mua chi viện anh hùng trước nhưng thôi vì nó đen quá rồi mình chấp nhận rồi mua thêm phát đấy. Nếu phát này nó ra được từ khoảng tầm 33 55 vé thì ngon, còn nếu mà ra khoảng tầm 11 vé là tạm chấp nhận thôi, nó hơi đắt. Nhưng mà nếu ra được 10 mảnh ruby men hay ra kim cương là nhỏ nhé. Mình hy vọng sẽ có may mắn một chút xíu. Được 22 vé mức độ trung trung, cũng không phải quá nhiều cũng chả phải quá ít. Ngày mai thì mình còn nhận thêm được 5 vé thế này đúng không nhỉ? Được 5 vé chỗ này nữa. Nhưng mà những cái điểm danh tuần này nó cho mình thiệt một tí sao nhỉ? Điểm danh tuần này nó còn 3 ngày đúng không? Nó còn 3 ngày nữa là kết thúc. Nhưng mà thực ra thì... Hello? Còn 4 ngày à? 1, 2, 3... À không, vẫn được, vẫn được. Thời gian còn 4 ngày thì vẫn lĩnh được thêm 2 vé chỗ này là 3 vé. 3 vé mà vị trí ở đây hiện tại mình đang có là... Chỗ dưới bao nhiêu? 49 thì gọi cho là 50 vé. 50 vé. Căng nhỉ. Thôi được đấy, cứ quay đi, biết đâu nổ sớm. Chắc chắn là mình sẽ quay cố một lần nữa mà. Thử cứ quay luôn nhé. Biết đâu nổ sớm thì mình sướng. Mình muốn kiếm cái hồn nữa mà dù đá ra rồi. Thì mình rất kỳ vọng phát này ra được hồn, nhưng mà tuy nhiên là phải nổ được cái phát vàng tiếp theo thôi. Rất kỳ vọng phát vàng tiếp theo sẽ nổ được hồn. Bị phát ra kim cương sợ gần chết. Tại vì là chỉ có cách ram được mà nhanh nhất thôi, mua gói chắc chắn rất là đắt. Nó cũng không nhanh được hơn. Thì hy vọng tí ở chỗ này thôi. Nói chung là tốn tiền nhé. Là mình đã định mua chi viện anh hùng sớm chứ. Mà tôi vậy vậy thôi. Có thể hôm nay sẽ làm một cái gói 100k đi. Để lấy sớm để quay được hơn 50 lần đi. Thực ra trong bao nhiêu ngày kia mình tin sẽ được nhiều hơn là... Mình sẽ tin là sẽ được nhiều hơn là 2 vé đem một ngày. Đúng không? Mình đang tính trường hợp xấu là có 2 vé thôi. Kiểu gì sẽ nổ thêm một lần nữa. Nhưng nếu mà vẫn tạch tiếp là mệt nhé. Quan trọng nó tạch tiếp là khổ lắm. Như vậy là cái bảo hiểm hiện tại đang là 47 đúng không? 47 thì mình làm để mình mua thêm một gói nữa. Nó có cái gói hỗ trợ bên ngoài nhé. Rồi vừa bơm xong ra ngoài nhận thêm tí vé để quay lên phát X10 nhé. Tất nhiên nó có thể vẫn chưa nổ, nó có thể vẫn là ngày mai đấy. Mình chỉ quan tâm cái vé với phần thưởng phụ kia kệ sứ đi. Yên giờ lại nhiều kim cương quá đi mất rồi. Cái này nổ luôn thì tốt thôi. Thực ra thì 50 cũng xác suất rồi, nhưng mà thực ra 6-70 cho cao hơn. Quay tiếp đi. Nó nổ cái hồn là mừng chứ không nổ. Cái này lắc lang tí cái hy vọng ra hồn đi. Nổ không? Đây rồi. Xong rồi. Rồi ok, vậy thì chắc chắn mình có Zombie Man thức tỉnh 2 nhé. Tuyệt vời. Cũng đáng đấy. Mất tòi hơn củ. Rồi ok ok. Được rồi. Bây giờ nhẹ đầu rồi. Bây giờ vào thức tỉnh thôi. Như là thì có gì cái game này mọi người bảo mình cứ bỏ qua thủ đi, mình trước đầu tiên là dí vào tốc độ trước này. Ủa sao không đủ điều kiện ta? À không, dính rồi không? Dí một viên tốc từ trước rồi quên mất. Bây giờ ấn tí sang bên HP nhé. Nó yêu cầu mình ấn 3 viên là được không nhỉ? Ở đây thức tỉnh ở đây là cần 3 viên thôi, phải ấn tiếp cái viên tấn công đi. Rồi sao mình thức tỉnh đấy.
là mình hoàn thành được đột phá thức tỉnh 2 nhé. Từ đêm 1 đến 2 thì trước khi chiến đấu cổ vũ thì nó sẽ cổ vũ phe ta bắt đầu lượt thì nhận được thêm 3 năng lượng và duy trì 5 lượt. Nó tăng lên số năng lượng nhận được. Và bản thân sau khi chịu tái sinh thức từ chí mạng thì tái sinh cái này với lượng HP là 60%, kích hoạt 4 lần. Rồi bây giờ tiếp tục, bây giờ mình thì mình trả lên thức tỉnh tiếp đâu, tại vì làm gì có hồn mà lên, nó có thể lên bước thức tỉnh nữa thôi. Bây giờ chỉ rú và dí vào tốc độ thôi, mình sẽ dí tốc độ tăng lên nhé. Thì nếu mình lên được cấp tiếp theo tăng thêm mỗi cấp tăng thêm 5% tốc độ, mình sẽ dí ở đây có 2 viên dí ở tiếp một phát này, như vậy tối đa rồi. Nó có cho dí thêm viên nữa không nhỉ? Điều kiện cường hóa đạt điểm cao nhất rồi không, vậy tốc độ mình cao nhất đấy. Như vậy thì ra như vậy thì tốc độ mình sẽ được bao nhiêu nhỉ? Lần này mình đang hơi đú đẩn tốc một tí xem. 1496 à? Bây giờ còn cách nào để tăng thêm tốc nữa không nhỉ? Cái chỗ cường hóa thức tỉnh là hết rồi không? Cái này cấp tối đa rồi, hay là phải lên thêm mức đột phá nữa mới dí được thêm nữa. Như con Flash ngày xưa mình là mấy nhỉ? Flash của mình ngày xưa những thế à? Ở Flash mình ngày xưa có một viên thôi. Thế còn cái gì nâng nữa không nhỉ? Không hình dung lắm. Đồ thì 6 sao rồi nhá. Cái giày có dòng 20 tốc rồi nhá. Còn cái gì đá thức tỉnh thì mình dồn hết rồi. Không biết là lên thức tỉnh 3 có thêm một tí không, nhưng mà chắc mình không đủ được thức tỉnh 3, mình chỉ đủ được thức tỉnh 2 thôi. Tỷ lệ tốc tăng lên 110 rồi. Còn không biết có gì tốc không, mình cảm giác tốc vẫn bị thua người ta. Vẫn như một số bạn tốt mình như tốc vẫn cao hơn hay sao nhỉ? Không biết có cái gì mình chưa ấn đâu. Nhưng mà trước mắt là thức tỉnh 2 là ngon rồi. Ngon, mình giải quyết vấn đề đầu tiên thức tỉnh 2 ngon rồi. Còn mấy cái HP thứ tình tình chắc bỏ qua thôi. Mình còn đúng một viên đá, mình không muốn nâng thêm nữa. Để dành nữa. Trước khi bắt đầu Zombie Man cổ vũ phe ta bắt đầu nhận thêm được 3 điểm năng lượng duy trì 5 lượt. Và còn cái lúc trước là nó là mấy điểm? Cũng là 3 điểm năng lượng duy trì 5 lượt. Có khác gì không nhỉ? Ở bị thức tỉnh 2 hơn được cái gì ta? Bản thân chịu sát thương vượt quá không vậy? Kích hoạt thì khi đồng đội về. Hơn được cái gì ta? mình cũng không để ý đâu. Thấy cái này vẫn như cũ sao nhỉ? Hay thêm cái gì, hay là cộng thẳng chỉ số ở đây rồi. Mình không để ý, nãy quên không nhìn trước khi nâng nhé. Mình quên không nhìn trước khi nâng thì mình chả để ý bây giờ nó khác gì cái con ngày xưa cả. Nhưng thôi không sao thì tạm thời biết vậy. Nhưng mà mình vẫn không cảm giác là tốc nó lên, mình vẫn cảm tưởng còn cái gì đó là tăng tốc mà mình chưa biết nhỉ. 1496 tốc liệu là cao nhất chưa ta? Mình có còn cái gì, nếu bạn nào xem video biết còn cái gì tăng thêm tốc nữa thì bảo mình nhé. Mình cũng chưa đua tốc bao giờ, mình không hình dung lắm. Tức là hiện tại bây giờ mình đã có được là cái cường hóa thức tỉnh, mình dồn được tiên tốc ở đây hết cỡ rồi này. Tiếp tục là chỗ đạo cụ đây nhá, là trang bị mình cũng đã 6 sao hết rồi đúng không? Tại vì là cái giày mình kích được cái 20 tốc rồi. Mình không biết còn cái gì tăng tốc nữa không? Nhưng mà cảm giác tốc thì như mình cảm giác mình thấy như có bạn vẫn được nhiều tốc hơn ý. Nên mình không biết được. Hay là còn mỗi nâng sao vàng sao tím mình nâng tốc không nhỉ? Hiện tại con này hiện tại bây giờ mình đang được bao nhiêu? Hiện tại thì mình chưa đạt hết sao vàng sao tím. Vì nâng lên nữa tăng thêm bị động nữa, tăng thêm cái tốc độ. À không, chắc còn thiếu cái chỗ này nữa này. Là khi mình lên bị động tăng thêm 25% tốc nữa. Còn số sao tím tăng bao nhiêu? Chỗ sao tím ở đây nó sẽ tăng cho mình thêm là 30% tốc độ nữa. Tức là nói chung là mình cần sao vàng sao tím để tăng cái tốc nữa thôi. Cũng như là siêu tuyệt kỹ để kích hoạt thêm nữa. Rồi chắc là mỗi mấy cái đấy thôi nhỉ. Còn bây giờ mức độ sơ khai mình nghĩ chắc là vậy, nó cao lắm rồi. Tôi tăng tiếp con Zombie Man dần đến 5 sao vàng nữa. Cái viên anh hùng cái đại anh hùng hơi ít, còn cái con này thì mình gần đủ nữa thôi. Mình đang có 11 với 8 là 19. Mình thiếu 3 mảnh nữa để xong xương rồng. 3 mảnh này biết kiếm ở đâu nhỉ? 3 mảnh nữa để xong xương rồng. Và bây giờ mình phải tích vé tiếp cho con. Vì sao mình muốn quay sớm, để mình muốn tích vé tiếp cho con tháng sau cơ. Chứ nhiều khi không sợ dồn Zombie Man xong tháng sau cóc có tướng thì cũng nhục cơ. Thì bây giờ mình đã bút tốc lợi thế, mình phải có tướng tấn công lợi thế. Có thể sang sau có thể là hiệp sĩ kim loại hoặc con gì đó thì cũng phải lấy được con đấy về, thì cái tác dụng của tốc mình cao mới có tác dụng, cái gì tác dụng chứ không mỗi xương rồng không mà tháng sau ra con khắc chế xương rồng chẳng hạn ấy là mình cũng vô dụng luôn, nên ra mình muốn như thế. Thì vậy thì còn cái gì nữa không nhỉ? Đấy, bây giờ nếu như vậy thì chứ Zombie Man bây giờ thì sao, thì kiếm thêm cái mảnh vạn năng để nâng nốt cái xương rồng cho xong đó. Thì cái mảnh vạn năng hiện tại bây giờ có thể kiếm được, chắc đánh đấu trường tí lấy thêm mảnh vạn năng đi. Ở trong túi đồ mình có ở đây là có hai túi lựa chọn thôi, mình chỉ cần đánh đấu trường thêm đủ số lần nữa mình được thêm túi là đủ. Mình đang nhiều kim cương đánh này, ghép thử thêm ra trang bị nhé. Nó được một cái giày nhưng mà phòng thủ thôi. Rồi bây giờ đánh vào đấu trường một chút xíu nhé, đánh đấu trường chút xíu lấy lại thế. À bên đây đang nhiều kim cương, xem rút bớt con nào rồi dồn tiếp vào mấy con này không nhỉ? Ví dụ như hiện tại bây giờ là Zombie Man thì mình chơi 6 sao rồi, con búp thì bắt buộc phải chơi rồi. Nhưng mà giờ dù con này đam chính của mình vẫn chưa đạt được nhiều sao này, mình đang tính là tăng thêm sao con này lên nữa.
cho thành siêu khỏe đấy. Còn Sea King thì thôi chắc là giảm bớt để 3 sao thôi. Sao mình không đủ kịp ngay lập tức được. Còn Zombie Man thì từ Zombie Man thì chưa mở hết ô. Ô Thiên Phú cũng chưa mở hết. Tất nhiên không cần phải thiết phải mở vội, nhưng mà mở sớm được thì cũng tốt thôi. Ở đây mình có chỗ này chưa xong. Tăng tiếp lên tí. Zombie Man thì cái chỗ ấn ký đang để xem ấn nào level cao mình vứt vào thôi nhé, vì mình hết ấn rồi. Mình chả còn ấn để chơi nữa. Rồi nếu mà mình ra mình chạy tí và để nâng mở thêm tí Thiên Phú cho con Zombie Man đi. Ở đây hiện tại mình còn mấy túi hoạt lực dùng nốt đi, 6 túi. Giờ trước còn mấy túi hôm qua mình dùng bớt ít rồi, dùng nốt tí nữa. Xong mình chạy vào đây lấy cái X2 mình tăng tiếp đi. Mình còn 10 lần X2 lấy thêm vé thì còn một vé nữa sao. Dùng nốt cái vé X2 cho nó nhanh. Và như vậy mình sẽ được 30 lần tăng không? Mình ấn vào con Zombie Man. Luyện cho nó xong cho sớm sớm đi. Giờ nó chui ra ngoài. Tăng nhẹ lên chút xíu chắc chưa mắc được đâu, nhưng mà được tí nào hay tí đấy thôi. Để lấy nốt cái ô mở Thiên Phú đi mà. Này tăng lên level 4 để mở nước ô bên này trước. Thường 4 level đầu cũng dễ tăng, mấy level sau mới khoa. Thiếu thẻ năng sao ở đậu phộng ấy chứ. Thiếu thẻ năng sao, tôi cứ nâng tạm phía dưới chứ đấy. Ở cái này yêu cầu thì nó yêu cầu là cái cường hóa vũ trang level 2 là cái này đúng không? Để tạo level 2 đó. Xong rồi còn cái điểm nữa là tổng thiên phú không? Thì nâng mấy cái nhẹ nhẹ trước xong nâng mấy kia sau không? Ví dụ nâng mấy cái này trước đi, nó nhẹ hơn. Đang đi kiếm thẻ tăng sao đó. Còn bên này nâng tiếp lên đi. Nói chung là được thức tỉnh 2 là ngon rồi. Để mất công chơi búp tốc phải cố thức tỉnh 2 ấy. Để cảm giác không cố nó nhục nhục thế nào ấy. Cái này tăng dần đấy, trong khi nó mắc thì thôi đấy. Dùng hết tất cả những gì đang có nhé. Xuống nâng tiếp phía dưới. Mình chả hiểu chỉ số nào ngon hơn chỉ số nào. Nên chủ trương của mình là con nào chơi thì dồn hết. Thế là sao. Nhưng mà chính vì dồn hết nên luyện mới lâu. Nên nó sẽ hơi lâu một chút xíu. Bây giờ mình xem con nào hy sinh thể tăng sao nữa không để nó vứt sang con kia nhé. Tánh tốt thì mình vẫn không đỡ vứt đâu. Thật tánh tốt mình không đỡ vứt được. Tánh tốt mình muốn để full. Vua lòng đất. Vô đất cho mình thu hồi chỗ thẻ quỷ trước đi. Đấy bớt cái này lấy 15 thẻ tăng sao vậy đi. Cái này chỉ ảnh hưởng cái máu thôi. Thì mình giữ lại cái công. Tại có siêu tuyệt kỹ mà ô Thiên Phú mình vẫn đang do dự. Thiên Phú trước mình thu hồi ít rồi. Không nhưng trước mình thu hồi con khác ấy nhỉ. Trước mình thu hồi Flash. Bây giờ có Zombie Man thức tỉnh 2 rồi chắc mình cũng trùng sinh nốt Flash đi cũng được. Thì Flash hiện tại mình còn mấy ô nhỉ. Mình còn 3 ô flash. Tao phải thu hồi nốt flash đi. Giờ lúc trước là mình do dự vì mình nghĩ là Zombie Man mình chưa chắc là được thức tỉnh 2, chứ bây giờ mình được thức tỉnh 2 rồi thì thôi mình cho flash ra mình thu hồi nốt flash đi. Mình bỏ khỏi đây thì thu hồi nhé. Rỡ ra. Để mình thu hồi hết flash đi. Bây giờ chấp nhận bây giờ vậy. Giờ chuyển sang hoàn toàn Zombie Man luôn. Mình thu hồi hết tất cả cái ô rồi nhé. Đấy, tức là mình chỉ kỳ vọng flash búp tốc thôi. Là chỗ 5 sao tím, 5 sao vàng thôi. Còn cái này mình sẽ lấy hết. Ngoài ra cái ấn kia cái chỗ này nữa. Cái huy hiệu tôi thu hồi nốt đi. Đấy lại 15 thẻ. Thì sẽ có thẻ để mình nâng cho con bên này. Còn ô nữa chưa mở được không? Ô này nếu thiếu cái tổng thiên phú đi càng quét tiếp. Hoạt lực mình còn nhỉ, hoạt lực thì mình còn 178 nữa, thêm 1-2 lần nữa. 178, sắp xỉ 180, có gì ấy nốt cho lên 180. Nhận qua cái này tí xíu nhé.
Để cho chạy phát này lấy tí hoạt lực nữa này. Cho nó tròn đấy. À đâu, một lần là 80, 88, 16 tròn rồi chứ, cần gì đâu. Không cần, không cần. Rồi mình chui ra ngoài tiếp, mình chạy thêm tí nữa. Đây đang có vé 1,5 mà, nên cho chạy cái vé này đi được. Nó hy vọng lên đủ cái thiên phú. Cái vé x2 mình dùng hết rồi, còn mỗi cái vé 1,5 nữa. Mà ô nó mất 4 nó 90 điểm, bên thiên phú này rất là tốn chứ, nên phải chấp nhận rồi. Mình cứ dồn cái nào là level thấp mình tăng trước đi, thì xác suất mình đủ điểm thiên phú nó cao hơn. Ok, đủ điểm rồi đấy. Là mở xong ô Zombie Man nhé. Cứ đi ấn ký để lấy sang sau. Bây giờ còn cái gì nữa không nhỉ? Zombie Man là mở xong ô, bây giờ quay về nâng con xương rồng. Không biết có thể nâng sang nâng xương rồng. Này lên thêm một sao cho xương rồng. Thế bây giờ mình dồn để mình lấy lại thế tốc cho để đẩy con xương rồng đánh sớm ấy. Thì muốn đam nó to to tí. Giờ có cái nào hy sinh nữa cho xương rồng, hy sinh vô đồng đất thì tiếc vãi trưởng nữa. Xem qua các con khác con nào có cái gì để hy sinh. Con này đúng ô, chả bỏ. Con này còn hết ô rồi. Mực thì cũng hết rồi. Hình như hầu như con nào mình lấy hết rồi. À con Garu còn 2 ô à? 2 ô thu hồi được bao nhiêu nhỉ? 2 ô chắc được khoảng tầm 16 thẻ đấy. Còn Goketsu lấy hết rồi. À Goketsu còn 2 ô. Hai con này 2 ô mình lấy thì tí thì chắc được khá khá. Mới một tháng thì nó rút một số lượng nhất định thì chủ yếu còn rút được Goketsu thôi. Thì hai con khoảng tầm 16 không? Vẫn được thêm ít đấy. Còn rút nhiều nhất thì vẫn cứ là vua đồng đất với này tanh tốt nhá. Hai cái đấy là rút được nhiều nhất. Nhưng không nỡ rút. Mình xem cái trung tâm tập huấn còn cái chỗ trống. Còn một ô trống nữa. Thì cứ rút ra một con, bây giờ ví dụ mình rút ra con Goketsu trước đi. Mình thu hồi nốt 2 ô của Goketsu nhé. Mình thu hồi luôn cả con Samurai đi. Mình sẽ phép quẹn luôn đi. Mình chả cần giữ lại ô nào đâu. Thế sẽ để chủ lực mới tìm sau con khác rồi. À, cái này thu hồi hết rồi. Đấy vẫn nhầm con à. Mình thu hồi bên huy hiệu nhé. Để lấy cái 15 thẻ tăng sao về. Hay nãy mình nhớ con khác à? À con Garu chứ, nhầm, mình là Garu, mình đấy vẫn nhầm con rồi, mình lấy con Garu thôi chứ. Bỏ Garu ở trung tâm đi. Lần này đang có chi viện anh hùng Garu một kệ sứ thôi, bây giờ mình nghĩ là phải tích đá anh hùng thôi. Tại vì như sang thời SR cộng là toàn, à quên, sang thời UR toàn anh hùng chứ sao ấy. Lấy nhiều đá một tí xíu thì về sau mình quy đổi đá. Lấy nó thêm 12, hơi tốn nhỉ. Để bỏ bớt tí vàng cho nó rẻ tí. Thẻ này bắt đầu vàng lại nhiều tí rồi. Cái này thu hồi được mấy không? Cái này thu hồi được có 7 thẻ. Mà thôi cái này, mấy con này hay có siêu tuyệt kỹ, giữ lại siêu tuyệt kỹ mà không thu hồi siêu tuyệt kỹ đâu. Ở phía trên thì không quan trọng. Goketsu mình lấy hết chưa nhỉ? Đây Goketsu lấy nốt được thêm 12 thẻ nữa. Mình lấy hết đi, bây giờ còn bao nhiêu lấy hết đi. Flash là mình rút hết chưa nhỉ? Flash là mình nãy mình rút tình như là hết rồi đấy. Siêu tuyệt kỹ mình giữ lại nhé, mình cần siêu tuyệt kỹ cho các tướng. Xem con bom có được tí gì không? À đang tập huấn rồi không? Ở chắc là tầm đấy đó. Thì mình quay về đây mình nâng tiếp vào cho xương rồng. Thì Zombie Man mình nghĩ là về tốc là như vậy là nhiều rồi. Đây ví dụ cái này tăng sao tiếp không? Mình có 45 24 48 vẫn không đủ lên được nhiều nhỉ. Còn nếu mà cứ tăng cái này lên trước này. À không, xem qua tí cái chỗ thẻ bổ trợ. Thẻ bổ trợ cũng lên được tầm này. Có lên được tiếp không nhỉ? Thẻ bổ trợ lên thêm 5% nữa thì sẽ mất đi là 30 mấy 32 thẻ. Để lên được 5% còn khi bên này mình mất là 20 mấy thẻ
Mình mất ở đây là 24 thẻ lên được 4%. Chênh có chút xíu nhỉ. Thôi cứ nâng đồ trước đi. Không đủ cho mình nâng nhiều. Kiếm đâu ra 3 thẻ nhỉ? Vào đây xem có thêm đổi không. Không đổi nhỉ. Rồi, mình nghĩ cứ tạm tạm như vậy. Hiện tại bây giờ thì cái sức tấn công của con Sea King của mình hiện tại đang là 1.6 triệu. Con xương rồng thì đang là 1.8 triệu. Chưa ấn tượng lắm, thì thấy mấy bạn top to lắm. Còn con này chưa được nổi 1 triệu máu. Các bạn mình đang tụt đồ nữa hơi hơi cao. Thì dồn hết sang mấy con kia rồi. Tiếp tục là con Phượng Hoàng. Được 8 mấy. DK thì phèn rồi, 5 mấy. Zombie Man thì chủ yếu quan tâm tốc độ đấy, 1.496. Thôi về quay về tiếp cái vụ tăng sao tiếp nhỉ. Bây giờ mình đánh nhau đấu trường một tí xíu để lấy thêm điểm nhé. Lấy điểm đấy về đổi lấy thẻ tăng sao à, để cho nước con Goribat lên 5 sao. Vì cần thêm một cái túi lựa chọn mảnh vạn năng một kiểu dạng chính xác để đừng lựa chọn chính xác quái nhân ấy. À không thì mình vào xem cái hội nó đủ chưa. Hội thì bằng random thôi. Nhớ đâu random ra cái thẻ của bên quái nhân thì đỡ phải áp lực tốn lượt đánh hội cho đỡ tốn kim cương. Và xong đây xem cái độ điểm ở chỗ này nó đủ chưa. Chưa đủ cái mốc này, vậy thôi đánh luôn đấu trường cho nhanh thì cho các bạn xem chiến báo một tí luôn đúng không? Giờ sẽ quay trở về trong kia mình xem lại lần nữa xem đủ đầy đủ đồ đạc cái thứ kia nhé. Con này là xong nhé, đồ thì hơi yếu một tí kệ thôi. Mình đã rồi bên kia trước. Con này cũng xong này, con này xong này, con này xong. Con này xong và con này xong, đúng không? Đây là về cơ bản xong. Bảo vật. Con này chưa được full bảo vật rồi. Nhưng thôi chắc để vậy thôi. Mình nghĩ con này nó con búp thôi, không cần thiết phải nâng huy hiệu lên quá cao đâu. Về sau có điều kiện nâng sau. Thẻ bổ trợ con này gần như mình chưa nâng tí gì, búp tốc mình chủ yếu lấy cái 3 dòng tốc thôi. Ở đây có cả tăng công với HP, thấy cũng tương đối ổn rồi. Rồi ok, xong vào đấu trường nhé. Đánh có thể vẫn thua thôi, tại vì ra mình chưa 5 sao vàng, 5 sao tím. Nó còn lâu lắm. Vậy là xem tí cái chỗ tăng sao có vét thêm được cấp nào nhỉ? Chỗ này đổi mảnh sang không đủ lên cấp không? Vẫn phải chờ thêm. Cái này cứ chờ thôi. Hôm nay nếu mình hoàn thành được Rorivat gốc cái ô này ấy, thì cái 5 sao tím mình để từ từ ấy, thì mình sẽ tập trung nốt cho sao cái này chạy tốc luôn. Để cho lấy cái lợi thế tốc luôn. Để tăng thêm cái phần trăm tốc thì nó sẽ lên được nhiều hơn nữa. 5% cũng khá là nhiều ấy. Nó ngang việc mình nhét thêm một viên đá anh hùng ấy. Nên thôi bây giờ mình chạy sang một tí bên chỗ đấu trường nhé. Hà nhầm, bây giờ quyết đấu cân bằng. Đấu trường ở trên. Team ở đây Zombie Man rồi nhé, vẫn là như thế này. Bây giờ mình đang đứng ở hạng 14 thôi. Thử đánh với bạn hạng 11 xem có đánh nổi không nào. Có thể vẫn sẽ thua nhiều nhé, tại vì chưa hoàn thiện búp tốc đâu. Chuyển qua ra là thức tỉnh 2 là sướng rồi. Tính ra là hai con búp tốc mình đều đú được thức tỉnh 2, mệt quá. Nhưng mà con Zombie Man khá hơn vì nó nổ hồn sớm nên mình đú được sớm. Còn con sau gần như chắc chắn là 99% thức tỉnh 1 đấy. Vì không còn đủ sức để lên thức tỉnh 2 đâu. Tại bây giờ nó đang là ngày thứ 2 của banner con này đúng không? Thì giờ mình có đủ thời gian để kiếm 180 vé cho con sau thôi. Chứ không cố hơn được đâu, cố hơn nhọc lắm. Đánh lên cao nên đối thủ sẽ rất là mạnh ấy. Nên chưa chắc đã thắng đâu. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu đâu. Cái thời đam DOT thì ra là cứ chết đi chết lại liên tục ấy. Nên giống chả biết nào thắng lúc nào thua thì cứ hồi sinh linh tinh này.
Đến thức tỉnh 2, cậu tin giờ tập tới lấy thêm siêu tuyệt kỹ mình sẽ tự tin vào cái việc là sẽ tốc cao hơn con Flash. Chứ không có thức tỉnh 2, không có siêu tuyệt kỹ hoặc là không nâng kịp sao linh tinh sẽ rất là bi quan. Đã bút được 2 con mà thua tốc thì nhục lắm, nhưng khi lên thức tỉnh 2 thì chắc chắn là con đời sau nó sẽ bút được nhiều tốc con đời trước rồi. Bây giờ chỉ làm sao lên 5 sao vàng 5 sao tím sớm thôi. Còn đánh có thể thua cũng được, chủ yếu đánh để lấy thêm cái điểm, lấy cái mảnh vạn năng thôi. Chứ mình chả quan tâm thắng hay thua đâu. Tại thường xác định là team mình nó yếu mà lên cao cũng dễ thua. Quan trọng lấy tướng về trước luyện dần. Team mình hơi nhiều hồi sinh, nó sống đi sống lại nhiều. Mà lên hạng cao quá thì hơi khó vì nó gộp server lần nữa rồi. Sơn dầu mình sống sao lại chết luôn, vẫn hơi yếu. Hồi sinh rất nhiều lần sương rồng ấy vì có nhiều con nằm sân ấy, nhưng quan trọng nó không sống được, nó vẫn chết, vẫn bị nổ chết cách dễ dàng quá. Thua cứ đánh thêm mấy bạn khác giao lưu nhé. Chứ còn đánh lên cao dễ thua, hầu như ai mình sẽ thua thôi. Rồi đây đánh thử bạn này, rồi đánh thử bạn HD Tam K nhé. Đánh bừa thôi, đánh cho nó biết thôi. Chứ không chả cần thắng đâu. Thì đánh lên cao khó thắng lắm. Trước leo phát hạng 14, từ 20 mấy lên 14 là cũng kinh lắm rồi. Nên bây giờ nghĩ là xác suất đa số là thua thôi. Hiện tại đây mình thấy là vẫn đang thua tốc này, bên kia Flash vẫn ra trước này. Phải lên nốt được cái 5 sao vàng 5 sao tím sớm mới đủ được tốc với con Flash. Mình đánh thì luôn ở dưới lực chiến nó quen rồi nhưng chả vấn đề lắm. Đa số là thua, mấy trận sau sẽ bỏ qua để mình lấy cái mảnh vạn năng cho nhanh nhé. Xem qua một tí vậy thôi chứ còn đánh thì khó rồi. Chờ giờ luyện xong đủ tốc tiếp không? Bây giờ đánh thử mấy bạn này, đánh lấy ấn bỏ qua trên báo cho nó xong để lấy đủ 5 lần đánh nữa. Bây giờ hy vọng mấy ngày tới vẫn hy vọng là nổ vé đen được nhiều một tí để tích sẵn cho con tiếp theo thì mới thực sự là lợi thế. Chứ không được là mệt lắm. Bây giờ đánh nốt để lấy cái mảnh nữa. Nói chung là số người lấy Jumi Man chắc không nhiều đâu. Tại vì nghĩ là mọi người sẽ tích chờ những con như là
tới ra Sonic cái thứ hơn đúng không? Thế sắp ra Metal UR. Còn mình thì mình vẫn theo tinh thần là chơi ngày nào biết ngày đấy thôi, thì cứ lấy thôi. Lấy nốt lần này sẽ đủ để lấy cái mảnh vạn năng. Thế lên cho xong tròn luôn con xương rồng đi. Thì ngày mai mình chuyển sang hẳn Zombie Man cho tiện. Đi nhanh chóng sao vàng sao tím. Nếu mà có điều kiện hơn thì bỏ thêm 50k đến thêm 5 mảnh nữa nhanh hơn. Nhưng mà dạo này điều kiện 3 hay 5 mảnh ấy nhỉ. Mình quên mất cái gói bên ngoài. Kiểm tra tí mình xem cái gói kia cho là 3 hay 5 mảnh nhé. Cái gói reset ngày đây sẽ cho mình thêm ở đây là 3 mảnh đúng không? Nhầm ấy, 3 mảnh ấy. 3 mảnh nghe rất là bé nhưng mà thực ra nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều đấy. Chẳng qua hơi căng thôi, tại 50k một ngày. Mà duy trì bao nhiêu ngày, ví dụ duy trì chục ngày mất 4 5 lít rồi. Cũng áp lực phết đấy, còn 50k trong game nữa không? Tất nhiên không đến 50k thì 40 mấy nghìn thôi. Nhưng mà thực ra tính ra cũng nhiều đúng không? Thì đánh quay mất vài vài triệu căng lắm. Thôi, từ từ từ. Rồi xong bây giờ ra ngoài chọn sang bên quái nhân nhé. Để mình lấy nốt để nâng nốt con Goribat cho xong đi. Thì ngày mai mình chuyển sang cái huấn luyện khắc nghiệt cho con cho con Zubiman luôn cho tiện. Này chọn 3 mảnh nhé. Đây quái nhân. Để tăng nốt đây 5 sao đi. Cho xong Goribat 5 sao vàng. Chuyển hết sang nhé. Đấy là xong 5 sao vàng nhé. Để nâng cái bị động Goribat đây một chút xíu. Thế rồi bây giờ mình xuống chỗ tiềm năng thì mở thêm cái tiềm năng. Không có điểm để nâng max tiềm năng à? Nhục thế nhỉ? Cái điểm này bây giờ phải gỡ một con quái nhân ở đó ra. Quái nhân bây giờ có con nào nó to to mà gỡ không nhỉ? Những con không cần sao tín thì mình gỡ hết rồi. Đây ra số toàn 5 sao vàng nữa, chả có điểm sao tím mấy. Thực ra bây giờ nếu mà quái nhân mà gỡ đấy sao tím thì ra mình chỉ còn mỗi con vua lòng đất thôi. Còn mấy con kia thì chả có đúng không? Tại vì mấy con 5 sao tím, mực thì phải giữ 5 sao tím sẽ lợi thế này. Đồng đế với Samurai anh hùng rồi, không không đụng được rồi. Goketsu gỡ rồi, Flash thì búc tốc không gỡ được. Garu anh hùng, toàn anh hùng thôi. À, có con này, con Phượng. Nếu thu hồi sao con Phượng được ít. Bây giờ dùng tạm cái mảnh còn dư của mình đấy. Hoặc là Gyoro, à Gyoro mình gỡ rồi. Có Vaximen thì có tí sao tím đây. Không có nào nhiều sao lắm để rút cho nó võ công nhỉ. Bây giờ cứ lấy từ mình lấy tạm cái túi chọn trước đi. Lấy tạm túi chọn trước đi xem gỡ được bao nhiêu. Còn đây xương rồng. Mình còn ít túi chọn nó không có nhiều lắm. Này tối đa là 81 thì chắc vẫn thiếu. Thiếu nhiều quá nhỉ. Rất là khoai nhiều con quá nên nâng cái thứ các cấp kịp. Không đủ. Hy sinh thì không nỡ. Đây bỏ mực. Mực thì hơi tiếc vì nó là co mà không dám bỏ mực. Giờ trước mắt là gỡ con Phượng này trước đi. Được bao nhiêu thì được. Con Phượng này được cũng được mấy cấp đầu thì chắc được khá khá. Thì gỡ con Phượng này ra trước nhé. Thực ra Phượng cũng đôi khi dùng để lấy câu câu slot hồi sinh cũng tốt đấy. Nhưng mà thôi trường hợp này mà hy sinh con Phượng. Con này hy sinh hơi bị nhiều con nhé. Để thu hồi con Phượng này. Được bao nhiêu cái quái nhân này? Được 740 mấy cái chắc là hy vọng được. Còn nghe cái ô siêu tuyệt kỹ giữ nguyên nha, những con siêu tuyệt kỹ giữ nguyên nha. Rồi bây giờ mình quay về đây. Mình lại nâng tiếp vào con Goribat. Đấy, hy sinh vậy sẽ đủ được. Một đến 621 à? Ôi thiếu có tí xíu à? Một đến 621 trung bình một ngày mình kiếm được khoảng tầm 5 mảnh. 55 là 10. Đúng không nhỉ? Vì thường mình hay mua thêm hai lượt, gần như lượt nào chắc chắn là con tím. Nhưng mà một ngày mình có 5 mảnh. Vậy khéo mình đâm nốt ngô đi bắt 5 sao tím và sao Zubi Man đi. Tại vì 106 thử rồi. Thì hoàn thiện nốt con Zubi à, con Goribat một tí xong sang Zubi Man đâm sẽ tiện được, đằng nào thì cũng chậm tí tốc mà. Bây giờ sang server nó không có nhiều người chơi Zubi Man đâu. Họ có thể bị hy vọng tí vào nhà cầu nguyện. Nhà cầu nguyện nó hơi áp lực tí. Nó 121
121 trừ đi hiện tại có 106 nhá, mình thiếu khoảng 15, 3 ngày nữa đủ. Và chắc mình dáng Goribat thêm 3 ngày đi. Tại nó 106 xử thôi. Kể mình thiếu nhiều nhiều một tí không cố đâu, mình thế này cố 3 ngày đi. Thì Zombie Man nó chậm đi 3 ngày thôi. Không vấn đề đâu. Thì rồi cố nốt cái này cho nó xong nhá. Cho nó gọn đi. Rồi, thế về tinh thần chung là như vậy nhé. Rồi hôm nay khoe các bạn chút xíu mình lên là thức tỉnh hai Zombie Man rồi. Mặc dù mình cũng chả hiểu lắm đâu nhưng mà thôi thì tinh thần chung như vậy. Bây giờ chủ yếu vẫn là chờ tăng tốc độ tiếp thôi. Để cho nó thể cao hơn Flash thì bắt buộc phải nâng nốt 5 sao vàng 5 sao tím. Mấy còn bút tốc thì không có thể chờ lâu. À quên nãy giờ không nhét mấy ô thiên phú rồi nhỉ. Cái này thôi thì còn cái gì dư thì vứt rồi nhá. Tại vì để mấy con kia chủ lực bên kia mà. Mấy cái này anh chả tăng được mấy đâu. Mấy cái sụp đổ bây giờ gì có sụp đổ đâu đúng không. Nhưng mà lắp tạm một tí cho nó có lệ thôi. Chứ còn sụp đổ bây giờ có cây sụp đổ đâu. Mấy cái nào cao cao tí thì vứt vào thôi. Lắp bừa lắp cho nó có rồi nhé chứ còn không 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 phải mạnh gì đâu này còn bao nhiêu nâng đỡ một tí ấy. Thì video này từ thời mình sẽ kết thúc ở đây nhé giờ cứ đi luyện dần thôi sao bao giờ đến ngày mà lên được cái siêu thì kỹ ta lại nối tiếp video quay tiếp còn hôm nay video này cũng dài rồi kết thúc ở đây thôi. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nha, xin chào nha.